Mọi người còn nhớ đống lươn hôm qua anh ai em em mình à đâu một mình đi đổ được không? Em đi chứ. Mày nhà ăn thịt gà non nên chán chê rồi đâu. Chán đơn rồi con. Để đến 50 đi. Nói chung là con chó của anh ăn hết đi. Ừ kệ mày. Chó mày. Nói chung là hôm nay mình vừa đi qua quán thì có món cơm lam thấy khá là hấp dẫn. Anh em mình hôm nay sẽ làm lươn lam. Mọi người biết lươn lam là gì không? Tí nữa mình sẽ đút con lươn vào ống nứa này để nướng nhá. Đây không phải ống nứa mà là ống không. Ống măng ngọt. Ở đấy. Đấy, nói chung là mình cũng chưa biết được mùi vị thế nào. Tí nữa phải thử mới biết được. Anh ơi, đốt. Đáng nghĩ là phải làm vào ống nứa ấy nhỉ. Không có ống nứa đâu. Ống này sợ nổ ấy. Nổ cái gì? Cái này. Nổ được. Mới biết tại sao nó nổ không? Tại sao? Một cái ống tre em biết tại sao nó nổ không? À nó kín. Ờ. Chúng mình chẳng phải nhét. Hiểu chưa? Thế mình không nhét kín à? Rồi ôi. Mày nhét cái gì vào? Mày có nhét mồm vào ấy. Lóc. Kệ nó. Nào, nhét đi. Ai xa, vừa khít luôn mọi người ạ. Kéo anh em mình hôm nào vậy? Ra đây hút một buổi nữa. Ây à. Ôi, con này đầu nó to. Nó vào. Thế thì anh phải dùng cái to này. Con này cũng đầu bình thường. Đầu quả nho. Cần vừa. Con này không vừa anh ạ. Phải dùng cái ống to. Đây. Đường anh ống này. Nào. Siêu to khổng lồ. Chọn con siêu to khổng lồ nhất. Nói chung là không bắt được lươn to lắm bây giờ. Ít lươn to lắm mọi người ạ. Lươn to người ta đánh kích hết rồi. Người ta bắt tận diệt quá. Mới cả anh em mình bắt còn để lại con nhỏ. Người ta đã bắt người ta trá đi lại cái gì. Thế nên là sẽ được một ống. Không phải bịt giết gì cả. Mình đã đốt trực tiếp luôn. Hai con một ống hay một con một ống anh? Con thôi. Đấy. Đấy, nó vào hẳn vào. Đây. Đặt cầu bổng lươn. Đấy. Một cái. Đâu, tao lên một cái rồi mà. Hai cái, ba cái rồi. Ba ống rồi. Rồi, rồi. Cái này kiếm con nhỏ nhỏ nhé. Khó nhét hết đi anh ạ. Cái đoạn đầu nó. Cái đoạn căn bản là mình chặt cái đầu to được trước. Nó khóc. Mắc cả. Khóc gì? Cái mùn ở trong. Mùn tre, mùn nứa. Mày không vào. Bắt chui, chui, chui. Chui, chui, chui. Ai xà xà. Mày này bướng à. Không vào, họ bắt phải vào. Bắt phải vào. Ui, con này to. Để mình làm một cái ống to. Mấy con nào to á, lao vào ăn phê luôn. Sao cái ống này anh nhét ra quái băm này. Tút ra. Tút ra đi. Từ. Đang rửa tay. Nào. Đây. Ai da. Ôi, căng thẳng á. Xin lỗi căng thẳng. Lê răng. Con lươn đây mới to này. Ôi xà xà. Đặt lên này. Ờ đặt lên. Trực tiếp luôn à? Trực tiếp luôn. Căng thẳng ghê. Đi vào căng thẳng rồi. Nướng như nướng cơm lam không biết à? Chứ nướng bao giờ à? Em đừng nướng bao giờ biết. Đấy. Ôi cái đầu nó là chủ yếu ấy. Kệ nó không có gì. Cứ đốt đi. Đốt tẹt đấy. Đấy. Anh nghe trẻ mỏng bớt cái ống là gì? Anh nghe hơi dày đấy. Không, cái này nó mới chín từ từ mà mới ngon. Mọi người biết ngon á? Chả thế à, ai chả biết ngon. Ai à, được khá là nhiều ống đấy mọi người. Ui, mày đừng đặt đấy kia, nó tắt mất. Cứ dần dần thôi. Đấy. Ngon chưa? À, nó ạ. Nói chung hôm qua mình đủ chuối đây được khá là nhiều mọi người ạ.
Ở dưới kia thì được nhiều hơn nhưng mà trên này vẫn còn. Bây giờ phải đi tăm đã, tăm xem nó. Tăm xong rồi tối anh em mình phải đi câu ấy. Tối đi đánh không, câu lâu lắm, mất thời gian. Nhưng mà sướng, cả cái mọc kiểu này tốt cả thời gian. Bây giờ đi tăm để mai đánh tiếp. Cái này này anh ơi. Thì đấy nước rồi. Ui anh ơi, có vừa có một tí mà gãy hết ống rồi. Gãy hết rồi mọi người ơi. Ôi, cái này thì có mà hết mất cả luôn rồi. Không, không hết đâu. Gọi ra nhanh lên. Cháy. Khả năng chín rồi đấy. Cháy. Mày thử ống này xem chín chưa. Em thử nhé. Ây da, bỏng thế. Bỏng à. Ai à. Ôi anh ơi, chưa. Siêu nóng khổng lồ. Chưa cháy đâu. Đưa cháy mà. Anh đưa cho em một cái que. Que củi đấy, em đòi. Đòi gì? Đưa à, ra. Không bỏng à. Ây da. Thử xem chín chưa mọi người ạ. Ây da. Ô, sao cắt ra luôn. Ngon đấy, tút lên đi. Chín rồi. Chín nữa. Ôi. Rồi. Hả? Hả? Ông. Ông ăn lươn không? Ngon nhá. Ngon lắm mọi người. Mời cả mọi người nha. Chín rồi. Lôi ra đi. Ngon. Bán lươn không bà ơi? Kiếm cái cây để kê thì anh em mình sẽ điều được lửa. Ngọt nha. Lấy cái gì để gắp? Em đi lấy đôi đũa nha. Chặt cây ấy, coi em thành làm thành đũa ấy. Ôi. Ai à. Ôi. Bị cháy mất khá là nhiều mọi người ạ. Anh ơi, này. Không cần. Cho vào ống. À, đây đây. Đây. Em kể nhá. Ây da. Nói chung là cũng hơi bị cháy mất một tí mọi người ạ. Nhưng mà bây ngon giờ. Đấy. Đây đây. Ui. Đây. Đây con lươn nó nằm gọn trong đời luôn nhá mọi người nhá. Nó cháy nhá. Nó chỉ cháy cái đoạn mà có đấy. Lươn bắt nó dừng lại luôn. Điên là cháy khẻm lên này. Đây này đến mồm nó dừng lại này. Cái không mà này, tức là gãy ấy. Em khui con này ra nhá. Ui, đứt luôn. Nó dính mọi người ạ. Mình lúc này mới thử tí còn chưa biết mùi vị gì hẳn. Đấy. Khát khát, cạo như ở cạo cơm lam ấy mọi người ạ. Ăn này như kiểu là phổ dân ăn ăn gì nhỉ? Ăn măng nướng ấy. À, mời tất cả mọi người nhá. Đây, cho mọi người xem cận cảnh đây. Đấy. Con lươn nướng ống tre như thế này. Đấy. Mùi nó khá là thơm. Trong này này. Này, anh thấy em tạc chuẩn không? Con này bị cháy. Thế mà thử ngon lắm. Quên hôm nay không mang con đề đi. Con đề nó chén hết. Không một cái gì là nó không chén. Nó ăn quẩy lắm. Con gà nữa mà nó chén. Nói mọi người lại không biết con đề nhà mình là con chó mình vừa mới mua nhá. Ui. Không ổn, nướng kiểu này không ổn mọi người ạ. Mùi thơm của nếp kiểu như ống tre ấy, như kiểu cơm lam ấy. Nhưng mà mỗi tội là lươn nó dính hết vào trong kia. Trời anh không biết làm. La la. Anh phải tạc như kiểu cơm lam ấy. À, siêu bất nhỉ. Bên ngoài này. Đâu. Với tất cả mọi người nha. Mà lại cà rốt mà cái cá ăn chậm. Đây, nó sẽ tặc con này. Con này khả năng là ổn đấy. Ổn lắm. Đó chị. Ngon rồi rồi. Ôi, con này còn chưa chín, chưa con cháy. Con bạn này thì ngọt à? Hiểu, con này còn chưa
con này còn chưa ổn, con này vẫn còn nguyên sinh, cái ống này vẫn còn nguyên, chưa chém tí nào. Ông ấy dậy quá, với cả xa lửa quá, ông ấy được ấy. Mày biết cái gì mà được? Đây này, đấy ơi. Mày ngọt lắm. Nó giữ nước. Đây này, anh ơi, anh ống này em bóc tay được nhá. Đây này, đây bóc này, đấy. Này, đi đến nơi mà anh không biết bóc này, quá kém. Mày bóc hết đi. Bóc nó dính bố vào kia rồi, không bóc được. À đấy, được, con này được. Con này thì quá ok luôn mọi người ạ. Nói chung là để với món lươn này thì mình vẫn kết nhất là món xào xả ớt với món cháo lươn. Mọi người đã xem anh em mình nấu cháo lươn bao giờ chưa nhỉ? Cháo lươn thì khá là ngon. Em thích ăn siêu cay cơ. Nào, ra đây. Ui, mất đầu rồi. Thế đợt anh em mình câu được ở cái bãi dưới nhiều nhiều ấy. Hôm nay định xào siêu cay đấy, nhưng mà Mao Đệ đang bị bệnh, thế nên là không ăn được cay mọi người. Anh chả thế. Ngon cực luôn, ngon hơn hẳn luôn nhá. Lúc nãy ở dính cái ống kia nó cháy mất. Nó két. Còn nếu mà để như thế này ngon. Ấy giả dụ mà cho cả cơm vào nấu như kiểu nấu cơm lam nhỉ. Ui mình như làm như là kìa. Nhưng mà chê mà ngon mà. Này mà như kiểu mà cho cả cơm vào nấu như kiểu nấu cơm lam với lươn này khéo lại ngon đấy. Sao ngon cơm sao cơm lam người ta không cho thịt vào mà cứ đấy nhỉ? Mình cứ nhồi lạc còn gì mà. Cơm lam người ta làm gì nhồi lạc. Có mày cá không? Anh nhìn đúng rồi đó. Nào mày cá cái gì? Đấy là anh cho nhồi vào cái gì? Mày cá cái gì? Nào tao hỏi mày cá cái gì? Cái gì cũng được. Nào cái gì? Có cái gì cũng nào được. Bắt tụi mình mất kia luôn. Mất điện thoại. Chưa không? Ok. Nhớ sẽ nhá ở dưới quán mình, quán sữa của mình ngày trước này. Ta đem cơm lam xuống có lạc, tao ăn rồi. Anh mua hả? Ở quán sữa ta mau. Mời chết với tao. Thấy em chưa ăn nhỉ? Mà nói chung là người ta nhét cơm vào đấy thì bao nhiêu người ta thích nhét cái gì thì nhét. Nhưng mà người ta không hay nhét. Con này thơm lắm. Con nào mà cháy cháy về đấy đấy như kiểu này thì sẽ rất thơm nhé mọi người nhé. Rất thơm ngon. Uầy. Nó phải cháy cháy kiểu này này. Anh ơi này. Ở đầu dưới là cái đầu này. Cái đầu trên thì hơi đấy một tí thì nó mới ngon nhé. Anh ơi. Thôi, ăn uống bẩn thỉu. Bẩn cái gì cái chè. Người ta còn làm món gọi là thịt ăn... trâu lùi than. Mấy cả thịt trâu gác bếp củ so bẩn làm sao được bằng chế. Sạch làm sao được bằng chế. Biết đâu trong giò nó lại có một số cái nữa nhỉ. Những mèo nó giấu vàng ở đây. Đấy, như con này thì lại hơi thiếu lửa. Con này thì lại hơi thiếu lửa. Nó sẽ như lươn hấp ấy. Nhưng mà đủ lửa thì quá thì nó lại dính vào ống. Thế nên là món này không phải là thất bại nhưng mà coi như là thất bại. Là thành công. Đấy. Nó như kiểu lươn hấp, lươn mà hấp thì không ngon. Nhưng mà vẫn rất thơm mùi chê. Rồi, cho mình cái đầu. Cái cá. Wow, oh my god, cái này quá ngon. Món lươn này rất nhiều người không dám ăn. Kiểu
không vảy ấy, cá không vảy ấy. Đúng rồi, nó nhớt nhớt. Nhớt làm hết nhớt rồi. Thế nào mình sẽ dạy mọi người làm hết nhớt lươn một cách siêu nhanh. Người ta làm lươn á, giả dụ như đấy, cứ phải bóp muối này, rồi lại muối này, xong rồi lấy do bếp vuốt này. No. Hôm nào mình sẽ làm cho mọi người xem. Nhanh nhưng mà cái gì? Mà còn xít khi cầm con lươn lên thịt bắt đầu mổ ấy. Tức là làm hết nhớt xong bắt đầu mổ, cầm con lươn lên xít luôn, không còn một tí nhớt nào luôn. Đấy mới gọi là làm lươn. Ok. Thôi là món này ăn tạm được mà. Không ăn tạm được đâu mà ngon ấy. Ăn tạm thôi. Nói chung là hơi bẩn tay. Ăn tạm thôi mọi người. Nhìn thấy bẩn này thôi nhưng mà không bẩn mấy đâu. Tại vì nó dính hết vào đây rồi, con nào mà được thì nó lại dính vào ống. Con nào không được thì nó lại chưa có độ xém của lửa. Đấy. Nên thế nên là một là mọi người cho vào nấu cháo. Anh ơi, hai là sao sợ. Bây giờ nha, em quyết định ăn một cách khoa học với anh xem. Khoa học là sao? Ăn như cơm lam à. Ăn chả ăn như cơm lam thì ăn cái gì? Thì phải dốc vỏ đi xong tí nó tước cái là được. À, kiểu cơm lam tước ấy. Đây này, thế thì mày phải lấy cái ống nào nhỉ? Thơm nữa rồi. Đây, ống này hợp lý nhất này. Mình sẽ làm ống này cho mọi người xem. Nhưng mà khó tước đấy. Được rồi, tao làm cho. Đấy, hãy làm như em. Đây, tao làm cho mày cái ống này nhá. Tước như tước cơm lam. Ai chẳng ngọt. Thơm nhỉ? Thơm mà. Nhưng mà mọi người... Như kiểu mía nướng ấy nhỉ? Đúng rồi. Trời, nãy tao... Anh ơi, lúc nào phải làm mía ấy. Mía làm dối. Cái gì cuốn vào mía ấy, ngọt. À, ừ. Hôm nào là món dồi. Dồi lợn cuốn mía, quanh mía. Cuốn mía nướng mía nó ngon, nó chảy mật ra nó thì tuyệt vời. Đúng rồi. Đây,